Xin chào các bạn, lại là mình đây. Tuần vừa qua các bạn giao dịch tốt chứ? Tuần trước thì mình đã lên ý tưởng để ra video rồi, nhưng do bận việc đột xuất nên chưa ra video được kịp cho các bạn xem, các bạn thông cảm nhé. Thật là nhanh mới đó thôi mà kênh YouTube đã thông báo mình đã làm được hơn 1 năm rồi. Thực sự rất là cảm ơn các bạn vì đã cho mình động lực để có thể làm được nhiều video chất lượng và giá trị đến vậy. Cũng chia sẻ thực sự, phương pháp Key Level này, nếu các bạn xem trên kênh và luyện tập copy theo thì ít nhất các bạn cũng đã không bị thua lỗ và chí ít đã bắt đầu có thể kiếm được lợi nhuận rồi. Kiến thức mình chia sẻ hết tất tần tật, không giấu giếm cái gì cả. Các video đều để tâm huyết của mình vào bên trong. Hiện tại nếu có gì mới update thì mình sẽ update ngay cho các bạn, hay các video mình chia sẻ tiếp. Nó chỉ là những tip nhỏ, những kinh nghiệm thực tế, trải nghiệm thị trường của mình, giúp cho các bạn có thể tiếp cận một cách nhanh chóng hơn, đúng hơn với thị trường, và đặc biệt là giúp cho các bạn giải quyết được một vấn đề, đó là xác nhận lại kèo này đã đúng hay sai. Nhưng cái này chỉ có các bạn mới có thể xác nhận lại được mà thôi. Khi luyện tập phương pháp mà trong quá trình đo lường các bạn thấy ổn rồi thì mình khuyên thật là không cần xem video của mình nữa, mà hãy tự mình thật tích để nghiên cứu, làm đúng như những thứ các bạn thấy, rời khỏi tất cả các hội nhóm xe kèo và tập trung luyện tập một phương pháp mà thôi, thì kết quả nó mới dần dần đến với các bạn. Còn chừng nào mà vẫn sân si tranh luận đúng sai với thị trường thì thành công trong trading nó còn rất là xa. Thành công của mỗi người nó định nghĩa rất là khác nhau. Video trước mình đã chia sẻ về tâm lý giao dịch cho các bạn, và video này mình cũng muốn nói qua một chút về tâm lý giao dịch khi chúng ta set up một lệnh và những kèo tuần vừa rồi mình có vào. Và bây giờ hãy cùng mình đi vào luôn các ví dụ dưới đây. Cùng mình đi vào ví dụ đầu tiên, cặp euro trên đô la Mỹ khung thời gian H4. Và đây là một ví dụ của 2 tuần trước mình định chia sẻ, nhưng bây giờ mới có cơ hội để chia sẻ lại cho các bạn. Thì bước 1, mình vẫn làm y hệt như cũ, là xác định đâu là chính là cái key level quan trọng của H4 giảm. Và đây là chính là cái key level quan trọng của H4 giảm. Và giá nó chưa phá được qua cái key level quan trọng của H4. Nếu đây không phải key level thì nó vẫn là một cái đỉnh mà mình cần lưu ý. Và mình tạm thời nốt lại đây là chính là cái key H4. Và để vẽ đẹp hơn, tại vì giá nó đã giảm xuống rồi nên mình sẽ bó hẳn cả cái đỉnh ở trên. Và nếu nó giảm tiếp thì nó sẽ giảm tiếp về đến cái đáy thấp nhất ở bên dưới. Và mình dự đoán rằng giá đang sideways biên độ trên và biên độ dưới. Bước số 2, mình sẽ vào H1, mình tìm cấu trúc của thị trường. Và khi chúng ta vào H1, chúng ta xác định đâu là cái key level quan trọng của H1 tăng. Thì rõ ràng đây là chính là cái key level quan trọng của H1 tăng. Và cấu trúc của H1 đã đảo chiều thành giảm. Và hiện tại chúng ta thấy nó chả là một cái gì cả. Và bước số 3, mình sẽ vào M15. Thì ở M15 thì chúng ta xác định đây là chính là cái key level quan trọng của M15 tăng. Và giá cũng đã phá qua cái key level quan trọng của M15 tăng rồi. Nên hiện tại đang có H4 giảm, H1 giảm và M15 giảm. Và mình sẽ đi tìm kiếm một cơ hội, gọi là cơ hội hợp lưu. Nhưng trước khi tìm kiếm một cơ hội hợp lưu thì ở ngay lập tức ở chỗ này chúng ta thấy nó tạo thành một cái đáy, và giá nó có thể tạo thành một cái xu hướng nhỏ ở M5. Và mình thấy cái đỉnh này nó chưa làm một cái gì cả. Và mình sẽ xác nhận lại bằng M5. Và khi chúng ta xác nhận lại M5 thì nó đã tạo cho chúng ta thành một cái xu hướng tăng. Và mình dự đoán rằng nó phải tăng ít nhất đến cái đường màu vàng ở bên trên này. Thì chính vì vậy ở trong trường hợp này mình đã set up một cái buy limit ở ngay tại cái đáy này. SL lúc đó mình để ở dưới cái dâu nến này khoảng tầm 11 bit. Và TB lên đường màu vàng ít nhất được tỷ lệ 1:1 để kịp thời quản trị vốn. Còn lại là gồng nốt lên đỉnh cũ. Tiếp theo ở đây nó có một cái điểm cộng là ở bên tay trái của mình nó có một khối OB chưa sử dụng, và mình cũng xác nhận lại bằng M5. Và khi mình xác nhận lại bằng M5 thì đây rõ ràng là một khối OB chưa được sử dụng, vẫn còn imbalance. Nên cái kèo này mình đã set up như vậy, và cùng xem thị trường phản ứng như thế nào. Giá đã khớp điểm vào lệnh, và sau đó giá nó phá luôn qua cái đáy này.
Thì đối với cái trường hợp giá nó phá luôn qua cái đáy này thì mình bắt buộc phải cắt bỏ lệnh. Nhưng cắt bỏ lệnh ở điểm nào? Thì mình hy vọng rằng nó quay trở lại về đến cái điểm entry để có thể cắt hòa vốn. Đấy là đẹp nhất. Và cùng xem thị trường phản ứng tiếp. Và sau đó thì giá nó gần chạm vào cái điểm SL của mình. Và nó đi lên. Thì rất là may mắn cái kèo này của mình đã kịp cắt. Mình biết đối với rất nhiều bạn khi giá nó tăng lên đến điểm này thì mình lại có một cái tâm lý là hy vọng. Và có thể tiếc nuối rằng nếu nó lên tiếp tục, giả sử đến cái đường màu vàng thì rất là tiếc. Nên nhiều bạn sẽ vẫn cố ý, vẫn cố chấp để giữ cái lệnh này. Và cùng xem thị trường phản ứng tiếp như thế nào. Giá tiếp tục tăng lên và chạm lại cái đường màu vàng thì chắc chắn tâm lý lúc đó của những bạn đang cắt thì cảm thấy rất là tiếc nuối. Nghĩ rằng tại sao mình không giữ cái lệnh này và tìm lý do để minh chứng cho rằng cái lệnh này của mình là đúng. Thì các bạn luôn nhớ cho mình một thứ là sau một cái lệnh mình cắt bỏ thì có thể nó sẽ cho chúng ta một cái lệnh nó đẹp hơn, an toàn hơn. Tại vì cấu trúc của xu hướng tăng nó đã bị kết thúc thành xu hướng giảm rồi nên mình không thể nào mà set up được một kèo buy lên. Và đây nó cũng chính là cái key level quan trọng của M15 giảm. Nên nếu nó tăng tiếp thì nó chỉ tăng tiếp được tối đa lên đến cái đường màu vàng này mà thôi. Nên việc cắt bỏ ở bên dưới điểm entry của mình là đúng đắn. Và chúng ta cần phải kiên định cắt bỏ. Thì cái sự kỷ luật và sự nhất quán nó mới giúp cho ta có thể đi lâu dài với thị trường. Và khi chúng ta nhìn thấy là giá nó đã phá qua cái đáy này rồi thì cấu trúc của H4 đang giảm, H1 giảm và M15 cũng giảm. Và đây là cái key level quan trọng của M15 giảm. Thì không còn chần chừ gì nữa, mình sẽ lắp luôn một kèo ngay khối OB, SL trên đỉnh khoảng 8 bit và TB lại về đến cái đáy thấp nhất ở đây. Kèo tỷ lệ là 2,2 và cùng xem thị trường phản ứng như thế nào. Và giá đã khớp điểm vào lệnh. Và sau đó kèo này của mình đã đạt TB. Cùng mình đi vào ví dụ số 2 cặp AUD trên CHF khung thời gian H4. Và đây cũng là một ví dụ của tuần trước nữa. Bước 1 mình xác định đâu là cái key level quan trọng của H4. Rõ ràng đây là chính là cái key level quan trọng của H4. Tại vì trước đó nó là một cái hướng hồi. Và đây là chính là cái key level fake của H4. Bước số 2 mình sẽ vào H1 để tìm cấu trúc của thị trường. Thì ở H1 chúng ta xác định được ngay đây là chính là cái key level quan trọng của H1, nó có một khối OB ở đó. Và bước số 3 mình sẽ vào khung thời gian nhỏ hơn là M15, mình tìm kiếm xem có cơ hội hợp lưu xác nhận ở bên trong hay không. Thì khi chúng ta vào M15, chúng ta thấy giá nó chưa chạm vào đến cái key level quan trọng của H1. Nhưng ở đây nó có một khối OB chưa sử dụng. Và tiếp theo nó cũng đang tạo cho chúng ta một cái xu hướng tăng. Và mình xác nhận lại vào M5. Thì ở M5 nó tạo cho chúng ta một xu hướng tăng và cái đỉnh này nó cũng chưa làm một cái gì cả. Nên mình cũng có một cái nhận định là dự đoán rằng xu hướng tăng nó sẽ tiếp tục tăng tiếp. Chính vì vậy cái kèo này rất giống như cái kèo ở ví dụ số 1. Mình đã set up một kèo buy limit ở ngay tại cái đáy này. SL lúc đó mình để tròn là 10 bit. Và TB lên lại cái đỉnh cũ ở bên trên. Kèo tỷ lệ 4,86, nhưng khi về đến cái đỉnh cũ này là mình kịp quản trị vốn được 1:1. Và cùng xem thị trường phản ứng như thế nào. Giá đã khớp điểm vào lệnh. Và ngay lập tức lúc đó giá nó đã phá qua cái đáy cũ ở đây của mình bằng đúng theo quy tắc điểm nến. Thì cái kèo này mình bắt buộc phải cắt bỏ. Chúng ta không giữ cái tâm lý nuôi hy vọng, mà khi chúng ta thấy nếu giá đã phá cấu trúc thì chúng ta phải bắt buộc cắt bỏ. Làm đúng như những gì mình đặt ra, đúng như phương pháp mình đặt ra từ trước đến nay. Và ở trong cái vùng giá này thì mình cũng nuôi một cái tâm trí là nếu nó quay lại và kỳ vọng rằng nó quay lại về đến cái điểm vào lệnh thì mình sẽ cắt bỏ hòa vốn và cùng xem thị trường phản ứng như thế nào. Và rất là may lúc đó giá nó gần quét vào cái điểm SL của mình và nó đi lên lại về cái điểm entry. Thì dứt khoát mình cắt hoàn toàn cái lệnh này ra. Và lệnh này của mình đã hòa vốn. Và tiếp theo thị trường chạy tiếp. Và
khi chúng ta thấy giá nó đã phá qua cái key level giảm của M15 ở đây, chuyển thành tăng, thì chúng ta thấy H4 đang tăng, H1 đang tăng và M15 giảm chuyển thành tăng, thì đây là một cái kèo hợp lưu xác nhận cực kỳ đẹp rồi. Và đáy nó đang chạm vào cái key level quan trọng của H1, nên không có lý do gì mình không set up tiếp một cái lệnh buy limit ở ngay tại cái đáy thấp nhất ở đây, cũng là cái key level quan trọng của M15 SL bên dưới khoảng tầm 8 pip. Và TB lại về đến cái đỉnh cũ ở đây, kèo tỷ lệ 1:3, và cùng xem thị trường phản ứng như thế nào. Giá đã khớp điểm vào lệnh và nó chưa phá qua được cái key level quan trọng của M15, và cùng xem thị trường phản ứng tiếp. Sau khi nó tạo được cái đáy ở đây thì mình đã rời cái điểm SL lên điểm hòa vốn, và cùng xem thị trường phản ứng tiếp. Và sau đó kèo này của mình đã đạt TB. Còn mình đi vào ví dụ số 3, cặp vàng trên đô la Mỹ khung thời gian H4. Thì H4 thì mình xác định được đây là chính là cái key level quan trọng của H4 tăng. Và hiện tại giá đang sideways giữa biên độ trên và biên độ dưới, mình sẽ nốt lại như vậy. Bước số 2, mình sẽ vào H1, mình tìm cấu trúc của thị trường như bình thường. Và khi chúng ta vào H1 thì chúng ta xác định đâu là cái key level quan trọng của H1. Thì rõ ràng cái key của H1 nó ở bên dưới này, tại vì đỉnh này nó chưa phá qua cái đỉnh cũ ở đây. Nhưng mình vẫn nốt lại tạm thời đây là một cái đáy, tại vì nếu nó giảm tiếp thì khả năng cao nó sẽ giảm về đến cái đáy này trước. Và mình cũng tạm gọi đây là một cái key, như là cái key fake của H1, mặc dù nó không phải key fake. Bước số 3, mình sẽ vào M15, mình tìm kiếm xem có cơ hội nào để vào lệnh hay không. Thì ở M15 thì nhìn quá rõ ràng rồi, đây là chính là cái key level quan trọng của M15. Và ở đây nó có một khối OB, và giá nó cũng chưa chạm vào cái khối OB đó. Tiếp theo là đây là chính là cái key level phụ của M15, và giá nó đã phá qua cái key level phụ của M15, thì rõ ràng đây là một kèo phá key phụ về key chính, nên không còn chần chừ gì nữa, mình sẽ đặt luôn một kèo ở ngay tại OB ở đây, SL trên đỉnh và TB lại về đến cái key level quan trọng của H1 ở bên dưới. Và khi giá nó quay lại về đến cái đáy cũ ở đây cũng chính là lúc mình quạt trị vốn, chốt 1/2 của lượng lệnh ra, và cùng xem thị trường phản ứng như thế nào. Giá đã khớp điểm vào lệnh. Là khi giá nó tạo thành một cái xu hướng tăng ở đây thì chúng ta cũng nên kiểm tra lại ở khung thời gian nhỏ hơn một bậc, xem có một cái kèo xác nhận ở bên trong hay không bằng cách xuống khung M5. Và khi mình mở M5 thì giá nó đang chạm vào cái key level quan trọng của M5 rồi, nên mình không thể set up được kèo sell tiếp tục. Còn nếu mà nó chưa chạm vào key M5 thì rõ ràng ở đây mình set up được thêm một cái kèo gọi là kèo xác nhận ở bên trong, và cùng xem thị trường phản ứng tiếp. Và sau đó kèo này của mình đã đạt TB rất là nhanh. Cùng mình đi vào ví dụ cuối cùng, cặp Bitcoin trên đô la Mỹ khung thời gian H4. Thì hiện tại H4 chúng ta xác định được đây là chính là cái key level quan trọng của H4 giảm. Và tiếp theo nếu nó giảm tiếp thì nó sẽ giảm tiếp về đến cái đáy thấp nhất ở bên dưới đây. Và bước 1 mình đã bó hẹp được cái biên độ ở bên trên và bên dưới, và hiện tại mình chỉ quan tâm vào đoạn tăng gần nhất ở đây và thôi. Bước số 2, mình sẽ vào H1, mình tìm cấu trúc của thị trường. Thì ở H1 chúng ta xác định được ngay đây là chính là cái key level quan trọng của H1 tăng, và ở bên trên nó chính là cái key level phụ của H1. Và giá hiện tại đang sideways giữa cái biên độ H4 và key phụ của H1 ở bên trên. Và bước số 3, mình sẽ vào khung thời gian nhỏ hơn một bậc nữa là M15, mình tìm kiếm xem có cơ hội nào vào lại hay không. Nhưng ở đây mình nhìn thấy là giá đang giảm tiếp và nó còn chưa chạm vào cái key level phụ của H1, nên cái khả năng nó giảm tiếp về đến cái key phụ của H1 là rất là khả thi. Bước 3, mình sẽ vào M15. Và khi mình vào M15 thì mình xác định được đâu là cái key level chính của M15 ạ. Thì đây là chính là cái key level chính của M15. Và hiện tại chúng ta thấy giá nó đang có xu hướng là phá key phụ về đến cái key chính của M15, và chúng ta kiểm tra cái đáy này nó đã là cái gì chưa. Thì ở đây nó có thể là một cái khối OB, nhưng mình phải xác nhận lại cái khối OB này còn zin hay không bằng cách xuống khung M5. Và khi mình mở M5 thì rõ ràng đây là một khối OB đã sử dụng rồi,
Nhưng ở M5 nó có một khối OB ở bên trên, và khối OB ở bên trên này nó cũng đã bị quét qua, nên cái đáy này hiện tại nó không làm một cái gì cả. Và đây cũng là một cái kèo buổi tối hôm đó lúc 8:30-9 giờ mình đang phân tích cho học viên khóa K08, và mình cũng sẽ đặt một cái kèo ở ngay tại cái mép này, SL trên đỉnh lúc đó khoảng tầm 6 giá 5 giá, và TV lại về đến cái key level quan trọng của M15 ở đây, và mình đặt kèo limit và cùng xem thị trường phản ứng như thế nào. Và nếu nó giảm tiếp về đến cái đáy đây thì mình sẽ quản trị vốn chốt một nửa. Và giá đã khớp điểm vào lệnh của mình, và sau đó kèo này đặt TB. Nhưng kèo này nó chỉ khớp lệnh ở trên TradingView mà thôi. Còn lúc đó cái lệnh đặt trên MT4 của mình thì nó không khớp, nó bị chênh speed, rất là tiếc. Và sau đó đặt TB. Dưới đây là 4 ví dụ mình muốn chia sẻ lại cho các bạn. Trong đó có 2 ví dụ đầu tiên là 2 ví dụ của một bạn chia sẻ lại check kèo cho mình để mình kiểm tra và mình phân tích và mình quyết định vào lệnh. Còn 2 ví dụ sau là của tuần này. Và hy vọng là những ví dụ vừa rồi thì giúp các bạn có thể hiểu thêm một phần nào đó về cái phương pháp key level và hiểu thêm về tâm lý giao dịch, khi nào chúng ta nên cắt bỏ, khi nào chúng ta nên giữ tiếp lệnh, và chúng ta nên chọn những kèo thực sự rất là đẹp, đẹp hẳn, không có gì trên để chúng ta vào lệnh. Vào lệnh ít thôi, nhưng khi chúng ta vào một lệnh nào đó thì cái kèo cực là đẹp và cực là chắc chắn, cái xác suất là cao, thì lợi nhuận nó sẽ dần đến với các bạn. Không phải là cứ vào lệnh nhiều là sẽ có lợi nhuận. Và video cũng dài rồi, thì hẹn gặp mọi người ở một video mới. Và giờ, xin chào và hẹn gặp lại.